khó người ta bắt được. Người chị em, người chị em đấy là không nghe được nhạc để vào luôn. Đúng rồi, cái có phải là tai của ai cũng là tốt đâu. Không, tai thì nghe chắc giống nhau thôi, não xử lý không ạ? Ok. Tai tôi là không được tốt, tai tôi là bị lãng mà. À bây giờ tôi nghe cực kỳ chậm luôn. Chậm à? À thì ông nghe chậm và anh nghe chậm không em? Hỏi mày nghe chậm hay không xong mày cười. Cười xong não mới trả lời được. Thế là có hay không? Thôi là sao? thôi sao lại thôi cái gì? Thôi. Ông không hiểu ông định thôi cái gì? Sorry. Twinkle, little star. How I wonder where you are. Ông hát chậm đấy. Up above you, a star like a diamond. Sky, người ta hát là Sơn, tưởng nghe TP các bạn ơi. Không diện rồi. Ôi, chọc đáng thương. Nghe bài này không? Ông đừng còn lắc nữa. Ông uống gồng cốc lắc kiểu bạn đó. Siêu xe à? Siêu xe gì em? Con kia không, con này à? Là siêu lớn. Không bao giờ chiều mai xe lại về với anh. Anh em bình thường chưa? Thôi gì? Em bình thường thôi. Ok. Tao đố mày biết từ nãy giờ mày nói câu em bình thường rồi bao lần? Ra biết được. Bây giờ tao đố mày trong năm có tiếp theo không nói được chữ bình thường. Không được nói chữ bình thường luôn. Cười không được tính ra một câu luôn. Năm câu không được quyền có chữ bình thường. Hơi bị khó luôn. Khó đấy. Cười không được tính không? Cười thoải mái, cười thoải mái. Nói một câu có ý nghĩa. Không thể làm được luôn. Kèo này hơi bị khó luôn. Mệt. Không bình thường chút nào. Đời nó mệt mỏi không ạ? Thôi, mình đời đã buồn rồi thì mày cố gắng chuyển nó thành buồn cười. Hôm nay tao nghỉ việc này, rồi bạn gái cu chị ấp ảnh cưới này. Đời một thằng đâu chỉ đến thế, nhục đến thế được thôi. Và người ta không đốt cháy cả thế giới, người ta sống bình thường. Anh ạ. Dạ mày. Đây, nó nói được một câu rồi. Hay chứ. Nhờ em. Câu hỏi xuất sắc. Câu hơi ngắn một tí thôi cũng được. Rất phổ biến. Câu sau thì thôi. Đảm bảo câu này không thể nào đó là một câu tử tế luôn. Nói câu cho nó sợ em. Chắc chắn anh ơi. Thôi bình thường. Thôi. Là một câu rất không bình thường. Thôi. Câu cho bạn thôi nhá gì. Không có nhiều trò đùa ấy. Như một trò đùa. Anh ra nước tay, chút đi thở. Bây giờ đây. Trời ơi. Trong vòng 3 câu rồi. Không nói chữ thôi. Thôi luôn. Thank you.
Bố, em cầm đại đao thì làm sao mà em có thể cười vớ vẩn như mấy cái thằng bố trà đá được. Thôi. Rõ ràng. Rõ ràng. Thôi bảo thôi. Thôi nhá. Bình thường chưa? Em bình thường rồi. Em no bầu rồi. Anh Giang ạ.